Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài con Mavic Mini 2. Thì việc buy con Mini 2 thì nó cũng tương tự như con Mini 1 nha các bạn. Thì trước tiên các bạn chỉ cần mở nguồn của máy bay lên nè, bấm vô đây một lần, nhấn cứng chịu vài giây, nó sẽ lên nguồn của máy bay. Các bạn đặt máy bay lên một phẳng, sau đó mở nguồn tay điều khiển lên bằng cách là bấm nút này một lần, sau đó nhấn cứng chịu vài giây. Thì để biết nó kết nối hay không á, cái đèn màu xanh trên tay điều khiển nó sẽ dừng lại, là lúc đó tay điều khiển và con máy bay đã kết nối rồi đó các bạn. Đó, rất là đơn giản nha. Sau đó các bạn chỉ cần lấy cái điện thoại tải cái ứng dụng có tên là DJI Fly về. Nó tải ứng dụng có tên là DJI Fly về. Thì sau khi tải về xong, các bạn sẽ lấy một cái sợi cáp ghim cổng tai si vào đây và nhớ chọn cái sợi cáp phù hợp với điện thoại của các bạn nha. Người ta có tặng 3 sợi đó. Ở đây mình dùng Samsung cho nên mình lấy cổng tai si ghim vào đây. Đó, thì sau khi kết nối xong, các bạn chỉ cần vào ứng dụng hồi nãy các bạn tải về thôi, DJI Fly. Các bạn nhớ đăng nhập cái Gmail vào. Thì sau khi đăng nhập xong thì nó sẽ hiện lên màn hình như thế này. Các bạn bấm chữ Go Fly. Đó, rất là đơn giản nha các bạn. Lúc này nó sẽ hiện camera của máy bay lên nè. Rất là đơn giản nha. Thì để khởi động máy bay á, các bạn chỉ cần kéo hai cần gạt vào phía trong hoặc là ra ngoài thôi. Thì bây giờ mình sẽ kéo phía trong nè. Máy bay sẽ khởi động. Đó, sau đó các bạn đẩy cần ga từ từ nó sẽ bay lên thôi. Thì bây giờ mình sẽ tắt nha. Đó, thì như những con khác thôi. Đẩy càng cao nó bay càng cao, hạ từ từ nó sẽ hạ. Xoay sang trái, xoay sang phải, bên đây sẽ là bay tới, bay lui, tạt sang trái, tạt sang phải. Nút này sẽ là cái nút chế độ bay nhanh chậm, kéo qua trái hết là tốc độ chậm nhất, ở giữa là bình thường, sang phải là nhanh nhất. Bình thường mình sẽ bay ở giữa, khi nào gặp gió kéo con máy bay về không kịp thì chúng ta mới bay chế độ sport là nhanh nha các bạn. Nút này sẽ là cái nút mà return to home. Khi các bạn bay mất phương hướng không biết đường về, nhấn vào nút này một lần thì nó sẽ tự bay về cái điểm ban đầu mà nó xuất phát. Nút FN có nghĩa là chỉnh cái camera ngóc xuống một lần, bấm một cái nữa lên là bình thường. Đó, nút này cũng chả có gì tác dụng các bạn. Đó, còn đây sẽ là cái nút mà xoay camera lên xuống. Khi các bạn vặn cái này á, camera nó sẽ ngóc xuống là các bạn thấy không? Đó, vặn lên, camera nó sẽ xoay lên. Nó rất là đơn giản thôi. Còn cái nút này là chuyển đổi giữa quay phim và chụp hình. Khi màn hình các bạn hiện ở đây cái dấu màu đỏ là đang quay phim, các bạn muốn chuyển sang chụp hình thì bấm vào đây. Đó, rất là đơn giản nha, chuyển sang chụp hình và quay phim. Phía sau này á sẽ là cái nút khi các bạn đang ở chế độ chụp hình, bấm một cái nó sẽ chụp, đang ở chế độ quay phim, bấm một cái nó sẽ quay. Đó, thường thường cũng ít sử dụng lúc này, đa số mình quay trên màn hình đó các bạn. Thì đó là một số chức năng trên cái tay điều khiển. Thì bây giờ mình sẽ nói một số chức năng trên cái màn hình nha. Thì các bạn sẽ thấy là góc trái này sẽ là cái bản đồ rất là quan trọng nè. Khi các bạn bay á, nhìn vào cái bản đồ để các bạn biết cái hướng các bạn bay đi đâu. Nó tùy theo cái mũi tên đó, các bạn muốn quay dài thì quay cái hướng mũi tên và cái điểm chữ H là ok. Ở đây sẽ là độ cao và độ xa. Phía dưới này sẽ là dung lượng quay của thẻ nhớ cũng như là mấy cái chế độ ánh sáng này, cái kiểu thì cứ để mặc định auto thôi các bạn. Đó, còn ở đây sẽ là tự cất cánh con máy bay lên. Ở trên này nó sẽ thông báo là chế độ bay nhanh chậm. Trong nhà không có GPS cho nên là để là no GPS. Con này dù không có GPS, khi các bạn bay trong nhà vẫn bay lên được, đứng yên một chỗ luôn. Với một điều kiện là trong nhà các bạn đèn phải sáng đầy đủ nha. Đó, còn phía bên phải này rất là quan trọng ở chỗ này đi. Mình sẽ nói đầu tiên nè, bấm vào 3 chấm. Cái điểm đầu tiên đó chính là mast này nè, các bạn thấy không? Đây chính là độ cao tối đa của con máy bay. Các bạn muốn cho nó bay tối đa là bao cao bao nhiêu thì các bạn chỉ cần chỉnh cái số bấy nhiêu thôi. Ở đây mình ở quê mình chỉ cần bay tầm 120m nè, mình để như thế này. Còn mast distance thì các bạn cứ kéo mast hết để cho sóng nó truyền tốt nhất. Còn auto return to home có nghĩa là khi các bạn mát sóng, con máy bay nó sẽ tự bay lên độ cao nhất định rồi nó mới tự bay về. Mình ở quê không có cái nào cao hơn 40m cho nên bãi 40m. Các bạn ở thành phố ở chỗ cao hơn thì các bạn có thể kéo lên cao hơn. Đó, mình chỉ để 40 thôi. Các bạn sẽ lăn lên. Sẽ thấy ở một phần đó chính là combat normal nè. Nó thì cái phần này rất là quan trọng. Mỗi lần bay thì các bạn nhớ cali một lần để cho an toàn của bay nha. Các bạn chỉ cần bấm vô đây. Đó, bấm chữ star.
nó kêu các bạn xoay máy bay sang trái vài vòng nè. Đó, mình sẽ xoay, các bạn nhìn vô màn hình nha. Khi xoay vài vòng thì nó sẽ đổi hình nè. Đó, nó kêu các bạn là ngóc camera lên, xoay sang trái vài vòng tiếp nè. Đó, sau khi nó báo Cali successful là ok rồi đó các bạn. Các bạn việc còn lại các bạn chỉ cần đợi tầm khoảng 10 giây 15 giây nữa để cho GPS nó lên cao, sau đó các bạn chỉ cần khởi động và bay thôi. Các bạn lưu ý nữa đây chính là cái phần chăm pin của con máy bay với lại cái thời gian bay còn lại khi các bạn bay, thì khi các bạn bay lên nó mới hiện thông số ra nha. Còn cái phần này họ đang ở chế độ quay phim nè, các bạn muốn chỉnh thông số thì các bạn bấm vào hình cuộn phim, cũng như là muốn bay chế độ thông minh thì cũng phải bấm vào đây. Đó, thì các bạn muốn quay 2K7 hay là 1080 hay là 4K thì theo các bạn. Mình thích quay 2K7 30fps thì mình chọn như này. Còn chụp hình thì nó quá bình thường rồi. Quickshot là chế độ bay thông minh như là bay rocket, bay xa mình, bay vòng tròn các kiểu á, thì các bạn bay lên chức năng này nó mới thực hiện được. Bấm vô đây nó mới hiện được, còn bây giờ đang ở mặt đất không có được. Đó, cũng như là chụp hình các kiểu hình trái đất này kia đó thì bay lên mới chơi được nha các bạn. Thì sau khi các bạn chụp và quay xong muốn xem lại thì các bạn chỉ cần bấm vào hình này. Nó sẽ hiện lên những gì mà các bạn quay cũng như là chụp hồi nãy giờ, nó sẽ nằm ở đây. Và đặc biệt khi các bạn muốn coi lại cho rõ nét thì các bạn chỉ cần tháo cái thẻ nhớ ở dưới này ra, gắn vào máy tính xem cho nó nét nha các bạn. Đó, thì việc bay một con Flycam mini 1 hay mini 2 thì nó đều tương tự như nhau thôi các bạn. Đó, thì đó là những gì cơ bản để bay một con Flycam. Thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài chỗ trống để mà thị phạm lại lần nữa để cho các bạn dễ hiểu hơn. Ok, đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình, cũng như là bấm vào cái chuông để xem những video mới nhất nha các bạn. Ok, thì bây giờ đi ra chỗ trống bay nha. Thì sau khi hồi nãy giờ các bạn đã làm theo mình hướng dẫn rồi, thì bây giờ chỉ việc ra ngoài trời, mở nguồn máy bay, mở nguồn tay điều khiển. Thích thì các bạn Cali, còn không thì cứ khởi động và bay thôi các bạn. Tại vì những con xịn là nó ngon ở chỗ đó đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đặt máy bay lên một phẳng nè, khởi động máy bay nè, kéo hàng gạt vào phía trong, máy bay sẽ khởi động, sau đó đẩy cần ga từ từ. Đó, nó sẽ bay lên. Đó, thì con này là con xịn nha các bạn. Khi bay lên sẽ đứng nghiêng cứng ngắc một chỗ luôn. Các bạn chỉ cần điều khiển thôi, còn không thì nó sẽ giữ vị trí đó hoài luôn, đến khi nào hết pin thôi các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bay sơ nha. Thì càng bên trái là càng ga nè. Đó, đẩy càng cao là nó bay càng cao nè, hạ từ từ nó sẽ hạ nè. Nó xoay máy bay sang trái nè. Đó. Xoay máy bay sang phải nè. Đó, xoay sang trái nè. Thì hiện giờ camera đang hướng về phía trước, cho nên là việc hướng dẫn các bạn bay rất là đơn giản luôn nè. Đẩy bay tới thì đẩy tới nè. Đó, cần bên phải nha các bạn. Bay lui nè. Đó, sang trái nè. Sang phải nè. Đó, thì khi các bạn điều khiển xong thì các bạn buông ra thì nó sẽ đứng yên. Sau đó các bạn tiếp tục điều khiển nữa, nó tùy theo các bạn. Còn việc mà camera nó hướng về mình thì nó sẽ khác nha. Mình sẽ xoay sang phải nè. Đó, đang hướng về mình thì khi các bạn kéo qua phải nó sẽ bay qua trái. Các bạn kéo qua trái nó sẽ bay qua phải, tại vì nó bay theo cái hướng camera nha các bạn. Con này nó không có chế độ bay không đầu, cho nên là bắt buộc các bạn phải theo hướng camera. Các bạn kéo lùi thì nó sẽ bay ra xa, các bạn đẩy tới thì nó sẽ bay về mình. Đó, thì khi các bạn bay Flycam nó quay phim thì các bạn chỉ cần nhìn vào cái màn hình nè. Màn hình ở đâu là cái đầu máy bay ở đó. Đó, màn hình đang hướng về mình, là đầu máy bay đang hướng về mình, đẩy tới nó sẽ bay tới. Đó, đẩy lùi nó sẽ bay ra xa. Đó, nó sẽ bay theo hướng camera nha các bạn. Đó, thì đó là một số cơ bản để các bạn bay. Khi các bạn bay thì nhớ gắn thẻ nhớ vào và quay phim nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bay chức năng thông minh, gọi là cơ bản nha. Thì chức năng thông minh con này nó rất là xịn nè, cho nên là rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ đi ra đây nè. Đó, ok, đứng ở đây nha. Đó, thì để bay chức năng thông minh thì các bạn phải tắt cái chức năng quay phim đi nha. Đó, tắt. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở trên nút quay phim có hình cuộn phim nè, các bạn bấm vào đây. Có cái chữ Quickshot ở phía dưới nữa các bạn thấy không? Bấm vào Quickshot. Thì ở trong này nó có 5 chế độ bay thông minh nè. Các bạn muốn bay chế độ nào cũng được. Đầu tiên là chế độ bay ra xa, thì các bạn chỉ cần bấm vào nó mà chọn. Sau đó các bạn bấm vào một khoảng trống bất kỳ. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là 25-30 này kia nè, là khoảng cách mà nó bay ra xa mình bao nhiêu mét á, thì mình để 30 đi. Sau đó các bạn bấm vào ngoài khoảng trống cho nó mắc cái này. Rồi các bạn chỉ cần quét mình, là sơn mình đó, nó sơn màu xanh là bấm một cái. Sơn xong thì nó hiện lên cái vòng như thế, các bạn chỉ cần bấm chữ Star. Thì trong vòng 3 giây nó sẽ tự động quay phim các bạn và bay ra xa theo chức năng thông minh mà các bạn đã chọn. Nó thì khi nó bay ra xa, nó quay phim xong thì nó sẽ trở lại cái điểm ban đầu mà hồi nãy các bạn đã cho nó bay thông minh. Đó, những con xịn là đã là như thế đó các bạn. Nó đang bay ra xa mình quay phim nha. Thì sau khi nó quay phim xong nó sẽ lưu lại và nó sẽ bay trở lại ban đầu vị trí mà nó đã bay chức năng thông minh. Đó, rất là xịn ở chỗ đó các bạn.
Thì như mình đã nói các bạn, con này mọi thứ nó đều hoàn hảo, chỉ có một cái là chức năng Active Charge cũng như là Follow Me thì nó không có trên con Mini 2 thôi. Tại vì nếu mà có trên này thì những con khác cũng khó mà bán nha các bạn. Với cái giá combo khoảng 14 triệu mà đầy đủ hết chức năng thì những con xịn khác cũng khó mà sống nổi các bạn. Thì đó là chức năng thông minh bay ra xa. Thì chức năng khác nó cũng tương tự như thế đó các bạn. Chỉ cần chọn chức năng thông minh, sau đó các bạn quét nó đi rồi tự động nó sẽ bay thôi. Thì bây giờ mình sẽ test chức năng bay vòng tròn cho bạn xem nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ bấm vào cái hình ở trên chữ Star nha. Sau đó chọn chức năng là bay vòng tròn nè. Đó. Rồi sau đó các bạn bấm vào hình trống, quét mình một cái đi. Sau đó bấm chữ Star. Là trong vòng 3 giây nó cũng sẽ bay vòng tròn các bạn và quay phim ra luôn. Đó, khi nào nó bay vòng tròn xong, nó quay phim xong thì tự động nó sẽ đứng yên lại một chỗ đó. Đó thì đang bay trời nắng nha các bạn, quên sạc pin nữa rồi. Đang báo pin yếu rồi. Đó thì những chức năng khác thì nó cũng tương tự như thế thôi các bạn. Đó, xong. Một vòng thì nó sẽ tự động tắt chức năng đó. Thì các bạn muốn thoát ra thì các bạn bấm vô chữ cái hình trên chữ Star màu xanh nè, bấm vô đây, chọn sang chế độ quay phim hay chụp hình như tùy thế các bạn. Thì phía dưới này nó có chữ pano nữa các bạn thấy không? Nó thì chụp hình những chức năng như là chụp hình trái đất này kia đó, thì tùy theo các bạn thích chụp thì chụp. Ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn quay với chức năng thông minh thôi nha, tại vì chụp nó mất thời gian đó các bạn. Đó thì chuyển sang quay phim thì bấm quay phim tiếp thôi. Đó thì việc bay con Lycam nó rất là đơn giản như thế đó các bạn. Thì con nào nó cũng như con nào thôi. Khi các bạn tập bay thì ra chỗ trống như này nè. Còn việc đá một con Lycam á, thì khi các bạn thấy là nếu mà phía dưới này á, là trống trải như thế này, các bạn chỉ cần kéo càng ra từ 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 xuống. Đó thì con máy bay nó sẽ hạ xuống thôi. Đó sau đó các bạn tắt máy bay. Còn trường hợp mà phía dưới nó rầu rời nha, để mình cho bay lại. Phía dưới nó rầu rời, nó không có chỗ đáp đi, thì các bạn phải chụp con máy bay, sau đó kéo càng ra xuống hết. Thì con này có cảm biến bụng, các bạn nên né cảm biến bụng nha. Tại vì khi các bạn chụp ở dưới cảm biến bụng đi là con máy bay nó sẽ tự bay lên. Đó như thế này nó sẽ gồng, nó rất là nguy hiểm nha. Tốt nhất là các bạn chỉ cần né cảm biến bụng ra, chụp vào đây, sau đó kéo càng ra xuống hết. Đó là con máy bay sẽ tắt. Đó thì việc bay con Lycam nó là cực kỳ đơn giản nha các bạn. Đó thì mình sẽ tạm ngưng video đây thôi. Các bạn không hiểu chỗ nào thì cứ comment bình luận bên dưới nha, mình sẽ chỉ thêm nha. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình, cũng như bấm vào cái chuông để xem những video mới nhất nha các bạn. Đó, ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.